Đoàn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh với sự tham dự của Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc cũng đã đến đặt vòng hoa dân hương tại lễ đài Tổ quốc ghi công tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, bày tỏ lòng tri ân đối với những người con ưu tú của đất nước nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Phúc mặc niệm để tri ân các anh hùng liệt sĩ và cũng đồng thời tưởng nhớ đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Long An càng tỏ rõ quyết tâm ra sức học tập rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với các thế hệ cha anh cũng như kỳ vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm, cùng nhau tự hào và tin tưởng dưới lá cờ dễ dàng của Đảng quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến anh hùng.